Chào các bạn đang nghe tiếng Hoa đàm thoại và mình là Thu. Hôm nay bài học của chúng ta có chủ đề là Wo pa re, wo pa lẳng. Để tìm hiểu rõ về nội dung của bài học thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu về đoạn hội thoại sau. Đoạn hội thoại của chúng ta cũng có hai nhân vật là Wu Qian Hui, Ngô Kiến Huy và Mấy Khống Như, Mai Hồng Ngọc. Ngô Kiến Huy: Thiên sơ Bắc Kinh đông thiên hấn lẳng. Mình đọc chậm và các bạn đọc lại theo mình. Thiên sơ Bắc Kinh đông thiên hấn lẳng. Thiên sơ Bắc Kinh đông thiên hấn lẳng. Lẳng có nghĩa là lạnh, hẳn là phó từ chỉ mức độ, rất. Tung thiên là mùa đông, Bắc Kinh, Bắc Kinh, mùa đông ở Bắc Kinh. Còn thiên sơ nghĩa là nghe nói. Vậy thì cả câu này sẽ dịch là nghe nói mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh. Chị Mai Hồng Ngọc đáp: Wo pa re, wo pa lẳng. Wo pa re, wo pa lẳng. Re là nóng, còn pa có nghĩa là sợ. Wo pa re, tôi sợ nóng. Wo pa lẳng, không sợ lạnh. Vậy thì câu này chúng ta sẽ dịch hoàn chỉnh là tôi sợ nóng chứ chả sợ lạnh. Ngô Kiến Huy hỏi: Na nì de phán chiên xia thiên mấy dầu khung thiếu giảm mất bàn. Mình sẽ đọc chậm và các bạn đọc lại theo mình. Na nì de phán chiên xia thiên mấy dầu khung thiếu giảm mất bàn. Phòng chiên là phòng. Nghỉ tại phòng chiên là phòng của bạn. Xia thiên là mùa hè. Mấy ổ là không có. Khung thiếu là điều hòa. Giảm mất bàn. Vậy thì phải làm sao? Vậy thì câu này chúng ta sẽ dịch hoàn chỉnh là: Vậy phòng của bạn mùa hè không có điều hòa thì phải làm sao? Mai Hồng Ngọc đáp: Wo thẳng zài yu gang lǐ fù xí gong ke. Wo thẳng zài yu gang lǐ fù xí gong ke. Thẳng động từ nằm. Zài là ở. Yu gang bồn tắm, lý là bên trong, cụm từ giải duy căng lý là trong bồn tắm. Phù xí cung khừa là cụm từ ôn bài. Vậy thì cả câu này chúng ta sẽ dịch là tôi sẽ nằm trong bồn tắm để ôn bài. Ngô Kiến Huy đáp: Nǐ zhēn kě lián. Nǐ zhēn kě lián. Nǐ zhēn kě lián. Kě lián có nghĩa là đáng thương. Zhēn là phó từ chỉ mức độ. Là rất, là thật. Thật là đáng thương. Cả câu này chúng ta dịch là: Ôi thật là đáng thương. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi học một số từ mới có trong bài hội thoại. Từ đầu tiên, khở liến. Khở liến. Khở liến là tính từ đáng thương, tội nghiệp.
他真可怜。Anh ta thật đáng thương. Từ tiếp theo, thính sô. Thính sô là nghe nói. Thính sô ta yǒu nán péng yǒu à? Thính sô ta yǒu nán péng yǒu à? Nghe nói cô ấy có bạn trai rồi. Từ tiếp theo, tung thiên. Tung thiên là mùa đông. Tung thiên hấn lẳng, mùa đông rất lạnh. Chinh thiên, khớ nệ tung thiên hẳn rửa. Năm nay thì mùa đông ở Hà Nội rất là nóng. Tiếp theo là lẳng. Lẳng là tính từ lạnh. Của pa lẳng, tôi sợ lạnh. Đây là từ pa. Pa nghĩa là sợ. Của bù pa lẳng, tôi không sợ lạnh. Xia thiên. Xia thiên. Xia thiên có nghĩa là mùa hè. Mình sẽ cung cấp cho bạn một số từ chỉ mùa. Có bốn mùa là Xuân thiên là mùa xuân, Xia thiên là mùa hè, Chiều thiên là mùa thu, Tung thiên là mùa đông. Từ tiếp theo, Khung thiếu. Khung thiếu là điều hòa. Khai khung thiếu là bật điều hòa. Quan khung thiếu là tắt điều hòa. Xia thiên ý tình yao yǒu khung thiếu, nghĩa là mùa hè thì nhất định phải có điều hòa. Tiếp theo là từ zǎn me bàn. Zǎn me bàn có nghĩa là phải làm thế nào, phải làm sao đây. Tha yǒu nán péng yǒu à, wǒ zǎn me bàn, cô ấy có bạn trai rồi thì tôi phải làm sao đây. Từ tiếp theo, thẳng. Thẳng nghĩa là nằm. Wǒ thẳng zài chuáng shǎng, kàn shú. Wǒ thẳng zài chuáng shǎng kàn shú, tôi nằm trên giường để đọc sách. Tiếp theo là yu gāng. Yu gāng bồn tắm. Wǒ thẳng zài yu gāng chàng gē. Chàng gē là hát. Wǒ thẳng zài yu gāng chàng gē, tôi nằm trong bồn tắm để hát. Để tiếp theo, phù xí. Phù xí là ôn tập. Cung khơ là bài tập. Phù xí cung khơ là ôn bài. Còn yu xí. Yu xí là chuẩn bị bài trước. Thường chúng ta thường có cụm từ phù xí chiều khơ, yu xí xin khơ là ôn bài cũ và chuẩn bị bài mới.